Albania, một quốc gia nằm ở khu vực Balkans tại Đông Nam châu Âu, có một vị trí đắc địa bên bờ biển của biển Adriatic và biển Ionian. Đất nước này giữa các quốc gia như Montenegro, Serbia, Bắc Macedonia và Hy Lạp mang đến cho Albania một địa lý đa dạng và giao lưu văn hóa độc đáo. Quốc kỳ Albania là một lá cờ chữ nhật tỷ lệ 5, 7, có nền đỏ với một con đại bàng đen hai đầu ở trung tâm. Con đại bàng là biểu tượng quốc gia của Albania, từng là gia huy của gia tộc nổi tiếng thời Trung Cổ, đã nổi dậy chống lại đế chế ottoman con đại bàng được cho rằng có nguồn gốc từ đại bàng hai đầu của hạ viện thuộc một trong các triều đại cai trị đế quốc byzantine